Xin chào thầy và các bạn, em là Lê Bảo Ngọc, nhóm lâm sàng Y44 đang đi khoa ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa thành phố. Hôm nay em xin trình bày ca lâm sàng sỏi bàng quang. Họ tên bệnh nhân Nguyễn Thanh Hờ, tuổi 62, giới tính nam, dân tộc Kinh, nghề nghiệp thợ mộc, địa chỉ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, ngày giờ vào viện 8 giờ 8 phút ngày 28 tháng 8 năm 2023. Lý do vào viện: đau bụng vùng hạ vị. Bệnh sử: cách nhập viện 3 tháng, bệnh nhân đột ngột đau vùng hạ vị, đau nhói trên nền đau âm ỉ. Cơn đau thường xuất hiện buổi chiều tối, không tư thế giảm đau, không lan, kéo dài khoảng 30 phút đến 1 giờ rồi tự giảm dần và hết. Cứ cách 1-2 ngày lại xuất hiện một cơn. Trong cơn đau, bệnh nhân không sốt, không nôn, không đi tiêu, kèm theo đó có triệu chứng tiểu lắt nhắt, tiểu đêm 4-5 lần đêm, tiêu nước tiểu yếu, hay ngắt quãng giữa dòng. Bệnh nhân phải gắng sức mới tiểu ra hết nước tiểu, không đau buốt lúc đi tiểu, nước tiểu vàng trong, không máu, không mùi bất thường, tiểu 1.000 đến 1.200 ml ngày. Bệnh nhân đi khám tuyến huyện phát hiện sỏi bàng quang khoảng 8 mm, được cấp toa thuốc không rõ loại 2 tuần. Sau đó bệnh nhân tự ý bỏ điều trị mà uống thuốc nam mỗi ngày. Các triệu chứng có giảm nhưng không nhiều. Trong 3 tháng bệnh nhân mệt mỏi, ăn uống kém, sụt 7 kg, hiện tại còn 62 kg. Cùng ngày nhập viện, bệnh nhân đau nhói vùng hạ vị, cơn đau kéo dài gần 2 giờ và đau ngày càng tăng nên bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nam 62 tuổi vào viện vì đau bụng vùng hạ vị. Qua hỏi bệnh sử, tiền sử và thăm khám lâm sàng ghi nhận hội chứng kích thích, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm gây mất ngủ, hội chứng tắc nghẽn, tiểu khó, tiểu ngắt quãng, tiêu nước tiểu yếu, tiểu gắng sức. Triệu chứng khác: đau bụng vùng hạ vị, thâm trực tràng, sờ tiền liệt tuyến to, mật độ chắc, trơn láng, mất rãnh sữa, sụt 7 kg trong 3 tháng, hơn 10%, IBSS 25 điểm, mức độ nặng, chất lượng cuộc sống 3 điểm tạm được. Tiền sử: đái tháo đường tiếp 2-3 năm, điều trị không liên tục, hút thuốc lá 25 gói năm. Chẩn đoán sơ bộ: đau hạ vị nghĩ do sỏi bàng quang, tăng sinh tiền liệt tuyến trên nền đái tháo đường tiếp 2. Kết quả cận lâm sàng: công thức máu, hồng cầu 4,48 triệu tế bào trên mm khối, hemoglobin 12,8 gram trên decilit, bạch cầu 15,3 nghìn tế bào trên mm khối, neutrophil 73,3%. Hóa sinh máu: ure là 7,7 mmol trên lít, creatinine 165 euromol trên lít, gluco 25,3 mmol trên lít. Độ lọc cầu thận ước tính là 40 ml trên phút trên 1,73 m2. HbA1c 8,5%, BSA máu 35,1 nanogram, điện tâm đồ, nhịp xoang đều, tần số 86 lần trên phút, thiếu máu cục bộ cơ tim thành trước bên thất trái. Do thấy ở D1, D2, D3 có sóng tê giác nên em nghĩ nhiều đến nhánh LAD. Tổng phân tích nước tiểu: gluco 28 mg trên decilit, các giá trị còn lại trong giới hạn bình thường. Siêu âm ổ bụng: thận trái ứ nước độ 1, giãn niệu quản trái, nang thận phải kích thước 11 mm, sỏi bàng quang kích thước 19 mm, thành không dày, tiền liệt tuyến to. Chụp KUB: thận trái niệu quản trái, thận phải niệu quản phải, không sỏi cản quang, bàng quang và cấu trúc cản quang đậm độ cao vùng tiểu khung, chồng ảnh bóng bàng quang, kết luận sỏi bàng quang. MSCT: thận phải không sỏi, không ứ nước, niệu quản phải không giãn, thận trái không sỏi, ứ nước độ 1, niệu quản trái giãn đường kính 9 mm, đoạn 1/3 trên, bàng quang sỏi cản quang 1100 Hauffield, kích thước 12 x 20 x 9 mm, thành không dày, kết luận sỏi bàng quang thận trái ứ nước độ 1, giãn niệu quản trái. Nội soi bàng quang: niệu đạo bình thường không u cục, tiền liệt tuyến to 3 thùy 50 g, thì giữa lấn vào lòng bàng quang. Bàng quang thể tích 200 ml, có một viên sỏi khoảng 20 mm, không u, niêm mạc trơn láng, hai miệng niệu quản bình thường, kết luận sỏi bàng quang tăng sản tiền liệt tuyến, đề nghị thêm CRP. Chẩn đoán xác định: sỏi bàng quang tăng sinh tiền liệt tuyến, bệnh thận mạng mức độ 3B theo KDIGO, thận trái ứ nước độ 1, giãn niệu quản trái trên nền đái tháo đường tiếp 2. Đặt vấn đề: 1. Sỏi bàng quang kích thước 20 mm, 2. Tăng sinh tiền liệt tuyến 50 g, BSA 35,1 nanogram trên ml, 3. Thận trái ứ nước độ 1, giãn niệu quản trái đoạn 1/3 trên, đường kính 9 mm, 4. Bệnh thận mạng độ 3B, 5. Đường huyết không ổn định, gluco 25,3 mmol trên lít. Ưu tiên theo thứ tự: ổn định đường huyết, can thiệp lấy sỏi bàng quang, khảo sát nguyên nhân giãn niệu quản trái. Về điều trị thì option có tán sỏi bàng quang qua nội soi ngược dòng. Hướng điều trị thì phải ổn định đường huyết trước, sau đó mới phẫu thuật, rồi giảm đau, kháng sinh, kiểm soát đường huyết, điều trị nội khoa tăng sinh tiền liệt tuyến. Trong trường hợp này em chọn điều trị nội khoa chứ ít nghĩ đến phương pháp cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến, do theo thăm khám trực tràng sờ được tiền liệt tuyến to, mật độ chắc, trơn láng nên nghĩ nhiều đây chỉ là viêm chứ không phải là ung thư. Vì trong ung thư thì tiền liệt tuyến thường sờ được cứng như đá, bề mặt sần sùi, có nhân cứng. Trong trường hợp này có thể cho doxycycline 8 đến 12 tuần, kích thước tiền liệt tuyến có thể giảm dần nếu đường huyết của bệnh nhân ổn. Hơn nữa, với sỏi 20 mm và bệnh nhân có tiểu ngắt quãng giữa dòng thì khả năng cao cổ bàng quang vẫn còn rộng, chưa bị bít tắc, ta chỉ cần lấy sỏi bàng quang, chưa cần can thiệp tiền liệt tuyến. Bàn luận bệnh án, ta đặt ra một số câu hỏi như sau: 1. Bệnh nhân có suy thận thì nghĩ nhiều đến nguyên nhân trước thận, tại thận hay sau thận. 2. Bệnh viện huyện cho thuốc 2 tuần là đúng hay sai? 3. Nội soi bàng quang thấy có sỏi nhưng không mô tả, có gây tắc cổ bàng quang hay không? 4. Phim KUB chụp có đúng tiêu chuẩn hay chưa? 5. Đường huyết 25,3 mmol trên lít, HbA1c 8,5% thì nên xử trí như thế nào?
Trả lời câu hỏi 1 thì em nghĩ nhiều đến nguyên nhân sao thận, cụ thể là do sỏi nên thận bị ứ nước. Theo cận lâm sàng thì thận trái ứ nước độ 1 và hiện tại có sỏi bàng quang, thì khả năng sỏi này từ thận rớt xuống bàng quang. Tuy nhiên trên bệnh nhân cũng có yếu tố nguy cơ là đái tháo đường, đó là một nguyên nhân tại thận. Nhưng em ít nghĩ đến hơn do bệnh nhân mới bị đái tháo đường 3 năm chưa đủ để gây biến chứng lên chức năng thận. Ta có thể hẹn bệnh nhân đến xét nghiệm nước tiểu lại sau 3 tháng để tính độ lọc cầu thận. Nếu độ lọc cầu thận trở về bình thường thì suy luận nguyên nhân sao thận là đúng. Câu 2 thì bệnh viện huyện cho thuốc 2 tuần là chưa hợp lý, vì ở đó đã phát hiện bệnh nhân có sỏi bàng quang 8 mm thì đã có chỉ định nội soi tán sỏi. Ở bệnh viện huyện có thể cho thuốc ổn định đường huyết, giảm đau, nhưng sau đó phải chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật nội soi tán sỏi. Câu 3, nội soi không mô tả sỏi có gây tắc ở cổ bàng quang hay không, nhưng với sỏi 20 mm và khai thác triệu chứng bệnh nhân có tiểu ngắt quãng giữa dòng thì khả năng cao cổ bàng quang vẫn còn rộng. Như ta thấy ở bảng so sánh giữa X quang bụng đứng và phim KUB trên thì một phim KUB đúng tiêu chuẩn, giới hạn trên phải là thân đốt sóng ngực T11, dưới là khớp mu cột sống.